Rồi, ok, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhé. Thì hôm nay shop phụ kiện bơm cao áp của bên em lên video giới thiệu và cho các bác một cái dòng bơm máy hàng giá rẻ, giá bình dân. Cho các bác nào mà các bác chơi một mình, các bác chán dòng bơm tay rồi, các bác muốn tìm hiểu cái con bơm máy để các bác bơm hơi đấy, không phải mất sức để các bác đi bơm, thì các bác có thể tham khảo con này. Con này của em thì cam kết là giá rẻ nhất trên thị trường nhé, không có dòng bơm máy nào rẻ hơn đến con này nữa rồi. Con bơm này của em hôm nay giới thiệu cho các bác là con bơm ASEAN. ASEAN thì là một cái dòng bơm cũng gần giống như là bơm con hổ thôi. Nhưng bơm mẫu bơm này giá nó sẽ rẻ hơn nhé, mà các bác bơm áp vẫn được từ 280 đến 300 ký nhé. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu và báo giá luôn để các bác không phải chờ đợi lâu. Đấy thì một con bơm ASEAN này thì khi các bác nhận được hàng đầy đủ thì sẽ gồm tất tần tật như này nhé. Thì em bày ra ở đây. Đấy là máy này, đấy, đồng hồ này, dây bơm này, một cái chai dầu. Đấy, và một cái túi phụ kiện đi kèm cho các bác này, một cái túi bông lọc. Đấy, một cuộn dây hút nước, một cái máy hút nước nhé. Đấy, và một cái dây nguồn. Đấy, đây là toàn bộ phụ kiện của bơm khi các bác mua. Đấy thì khi em gửi bơm đi cho các bác là bên em có test qua bơm cho các bác rồi. Còn nhận hàng thì các bác lắp cho em một số cái phụ kiện vào nhé. Đấy, bác nào không biết lắp thì các bác kết bạn Zalo bên em sẽ gửi video hướng dẫn lắp cho các bác. Đấy thì bây giờ em sẽ giới thiệu bơm để chi tiết hơn cho các bác ở con bơm ASEAN này. Đấy, đây em sẽ để lên giới thiệu cho các bác. Đây. Rồi như các bác có thể quan sát, bơm ASEAN thì là bơm vẫn là thẳng từ cổ bơm xuống nhé, nó không có khoang phụ. Đấy, con bơm bình dân mà. Đấy, bơm này thì cũng đầy đủ ốc chống cháy nổ nhé. Ốc chống cháy nổ cho các bác để làm gì? Để khi các bác bơm hơi, các bác quên hoặc là bình các bác không nén được nữa thì cái lá gió đồng bên trong bơm ốc chống nổ này nó sẽ tự rách ra. Đấy, hơi nó sẽ tự xì ra bên ngoài. Đấy, đảm bảo an toàn cho các bác. Đấy, đảm bảo an toàn cho bơm cũng như là bình của các bác. Đấy, van xả này. Đấy, rồi hai cổng dẫn hút nước này. Đây, ở máy hút nước này thì em ở đây em chưa lắp nhé. Về nhà các bác lắp cho em hai cái dây hút nước này vào. Đấy, và máy hút nước là hệ thống làm mát bằng nước. Hệ thống làm mát bằng nước cái đầu bò này. Đấy, còn thì các bác để ý cho em cái đồng hồ nhiệt độ này. Lưu ý cho em cái đồng hồ nhiệt độ nhé. Nếu mà đồng hồ nhiệt độ ở đây bơm của em đang là 25, nếu mà các bác bơm ấy nó lượng đồng hồ nó lên tầm 55 đến 60 thì các bác cho bơm nghỉ giúp em nhé. Đấy, bơm nó hạ nhiệt xuống rồi các bác lại tiếp tục bơm. Công tắc tắt mở cho các bác này. Đấy, thao tác bơm thì các bác trước khi các bác bơm nhé, các bác vặn cái van xả này ra, các bác bật máy lên. Đấy, máy đã chạy rồi thì các bác siết cho cái van xả này vào để máy nó có lực nó đẩy bơm nhé, có lực nó đẩy hơi vào bình cho các bác. Đấy, để nó khỏe hơn. Còn bơm này thì đầu bò bên trong quấn đầu 100% cho các bác. Con này thì bên em đầy đủ chế độ bảo hành cho các bác là 6 tháng ở con bơm này. Đấy, bảo hành đầu bò lốc máy cho các bác. Đấy, còn các bác dùng của bền tại người, các bác cứ dùng đúng thao tác thì bơm nó rất chi là bền nhé và rất chi là nhanh. Đấy, khỏe. Dầu thì các bác nhớ đổ dầu cho em vào và các bác lắp cho em cái ống thở dầu vào. Đây, túi phụ kiện đi kèm nó sẽ có đầy đủ bon nhựa này, một số phớt này, một cái số gioăng chịu nhiệt này. Đấy, và đặc biệt là rất nhiều lá gió đồng để các bác thay thế nhé. Đây, lá gió đồng thì các bác nào bơm thì các bác để ý giúp em. Đấy, thì cái con bơm ASEAN này thì giá thời điểm hiện tại em vẫn đang bán cho các bác với giá 3 triệu đồng. Đấy, 3 triệu đồng thì trong đấy bên em đã có tiền ship cho các bác rồi nhé. Đã bao ship cho các bác rồi, nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, đúng cái con bơm ASEAN như này thì các bác thanh toán nhé. Đấy, bơm ASEAN giá rẻ nhất thị trường. Bác nào mà quan tâm tới mẫu bơm này thì các bác cứ liên hệ ngay từ cái số điện thoại của bên em. Bên em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bác nhé. Thì video của em đến đây xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em.